Hoàng Mỹ Vân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị vẫn giữ làn sóng của chương trình. Và bây giờ thì tiếp tục nha bác sĩ ha. Vâng. Lúc nãy bác sĩ nói về các loại tiêu và đến đây thì xin bác sĩ nói qua về những công dụng của tiêu theo nhận định của Đông Y ạ. À. Vâng, à, khoa dinh dưỡng Đông Y nhận xét về tiêu như sau thưa quý vị. Hạt tiêu có vị cay nồng, tính nóng, tác dụng trực tiếp vào tỳ và vị, có công năng trục hàng, kích thích tiêu hóa, chống chứng biến ăn và chống lành bụng, đặc biệt là chống nôn chống tiêu chảy do lạnh bụng, tiêu còn giúp chúng ta ăn uống có cảm giác ngon miệng hơn và theo kinh nghiệm dân gian từ của Ấn Độ từ ngàn xưa đó cô, thì tiêu đen được dùng trong các bài thuốc dân gian để trị viêm họng này, trị đàm này, trị ho mà nếu so sánh thì tiêu trắng có khả năng chống lạnh mạnh hơn tiêu đen vì cô biết rồi tiêu trắng thì nó Cây cay hơn. nồng hơn tiêu đen cay nồng Đúng, hơn vâng dạ. vậy thì Tây y chắc chắn cũng có những cái phân tích về tiêu phải không ạ vâng À, mặc dù ít ai biết tiêu là một trong các loại gia vị giàu dinh dưỡng nhưng mà cái sự phân tích của phòng xét nghiệm thì người ta cho thấy là tiêu có rất nhiều vitamin hơn là chúng ta nghĩ. Thưa quý vị, tiêu hàm chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất như là vitamin K, B1, B2, B3, B6, B9, uh, vitamin A, vitamin C, vitamin E, canxi rồi, rồi CO tức là đồng đấy, rồi iron và những cái, cái khoáng chất như là magnesium phosphorus dinh kim loại đấy rồi thêm cái dưỡng chất là beta carotin và lycopene là đó là những cái dưỡng chất có khả năng là thứ nhất là chống lão hóa này giảm nguy cơ bệnh ung thư. hay quá bác ơi, vâng. Rồi. quá hay luôn. và kinh nghiệm dân gian thì có ghi nhận gì về lợi ích của tiêu không ạ? À? tiêu đen các bác. kinh à, nghiệm dân gian của mình ấy, thì ngày xưa đó người ta đã thấy ít làu tiêu đen và như, như là chúng tôi sẽ trình bày là đó là những cái kinh nghiệm thu thập được từ nhiều quốc gia trên thế giới, chứ không riêng gì tại Việt Nam đâu. Một cách tổng quát cho các vị, tiêu đen được cho là có khả năng tăng cường sức mạnh của hệ tiêu hóa. Để bệnh để giúp giảm bớt cái cơ hội bệnh tiêu chảy này, nhưng mà là đồng thời nó lại giúp làm giảm cái chứng táo bón. Và nó giảm đau nhức trong tay rồi đề phòng các bệnh hoại thư, mình thường gọi là gangrene, làm giảm các triệu chứng của bệnh tim mạch và giúp ngủ ngon kể cả điều trị các bệnh xa ruột ấy, mình gọi là hơn nhà chứa các vết rắn cắn các vết chích cho con trùng giảm đau các khớp xương tăng cường chức năng của gan hỗ trợ chức năng hô hấp và ngăn ngừa sâu răng trị đau răng và trị lở miệng mà riêng tại Ấn Độ có biết không kinh nghiệm dân gian thường dùng bột tiêu đó thưa, thưa quý vị bột tiêu đó dùng nước nấu tiêu để trị chứng ho và kể cả chứng viêm họng ca sĩ là thích lắm đó. À, <laughs> dạ thưa bác sĩ thì y học hiện nay đã có một cái công trình nào nghiên cứu khoa học về các ích lợi của tiêu không ạ? Không những có mà còn có nhiều nữa kìa. Ừ. À, một cái nghiên cứu tại đại học tiểu bang Colorado cho thấy là khi được kết hợp với bột nghệ, thưa quý vị, tiêu đen có hiệu quả đáng kể trong việc chống lại các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Ngoài ra thì tiêu còn có khả năng chống viêm, nhất là viêm đường hô hấp như hen suyễn và các cái trường hợp viêm da do côn côn trùng cắn. Kết quả một cái nghiên cứu khác tại một cái trường đại học nó tên là King's College tại London, Anh Quốc cho biết là cái chất nó tên là hai lại trong hạt tiêu đó, trong hạt tiêu đen vị, nó có thể kích thích hắc tố da làm cho nó gọi là melanin đó, phát triển mạnh hơn. Do đó có thể giúp điều trị cho những ai mà không may bị cái bệnh gọi là bạch tạng đó, nó gọi wow. là vitiligo đó đồng thời làm giảm các số là bệnh lý khác của làn da. Wow, hay tốt cho da đấy cô. Vâng. Vậy thì mình ăn tiêu đen có làm đen không? <laughs> không. Dạ bác sĩ nói thêm về là tiêu có thể giúp điều trị bệnh bạch tạng ạ. À. Vâng. À, chúng tôi vừa nói đến một cái công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Anh quốc tại đại học King's College ở London ấy, về cái bệnh bạch tạng, tức là mình gọi là vitiligo. Thì trước khi, cái tác dụng của trị liệu tiêu đen thì theo các con số thống kê đó, chỉ có một phần trăm dân số mắc các bệnh bạch tạng một phần trăm dân số thế giới đấy. Bạch tạng là một cái căn bệnh khiến cho làn da chúng ta bị trắng bệch từng phần. Nếu nặng hơn thì gần như là toàn thân. Do một cái hắc tố tên là melanin của làn da nó bị phá hủy. Người ta không hiểu vì một lý do nào đó. Chúng ta biết là melanin là một cái hắc tố giúp cho làn da trở nên đậm màu. Người da đen là người có rất nhiều hắc tố melanin. Uh, melanin giúp bảo vệ da dưới tác dụng của tia cực tím do đó có thể ngăn ngừa được nguy cơ ung thư da. Người da trắng ấy, có ít ít các tố này, có ít các tố melanin cho nên cái nguy cơ ung thư da cũng rất là cao. Ở trong khi đó thì cái chất phai, phai lai trong hạt tiêu đen ấy, nó sẽ rất hữu ích khi kết hợp với cái phương pháp trị liệu bằng ánh sáng để đối phó với căn bệnh bạch tạng. Bởi vì cái chất này, ấy, thưa quý vị, nó có thể kích thích cái sự hình thành cái sắc tố melanin trên da. Quá hay bác ơi. Vâng quá hay luôn Hoàng Mỹ Vân không ngờ là cái hạt tiêu có công dụng tuyệt vời đến như vậy. Lâu nay thì Hoàng Mỹ Vân vẫn nghĩ tiêu chỉ là một cái gia vị giúp cho món ăn thêm đậm đà, thơm phức thôi. Không, thì rõ ràng là là, là một gia vị rất ngon nhưng mà dạ. cô biết về ích lợi thì còn nữa. Một số cái nghiên cứu người ta phát hiện là tiêu còn có một cái dưỡng chất đó khác có tên là pyrite. hoạt động như là một cái thành phần chuyển hóa chất béo bằng nhiệt lượng, giúp gia tăng chức năng chuyển hóa đồng thời tăng cường sự sản xuất cái chất tên là serotonin và beta endorphin trong não bộ. Thưa quý vị, nhiệm vụ của cái chất đó, serotonin là nó kích thích tiêu hóa, giúp ngủ ngon này, tăng cường trí nhớ và chống trầm cảm. Trong khi đó thì cái chất beta endorphin đó nó lại có tác dụng làm chậm lại cái sự phát triển của các tế bào ung thư, giúp thư giãn tinh thần và ngay cả cơ bắp luôn. Dạ, bây giờ Mỹ Vân thắc mắc tiếp với một cái thành phần dưỡng chất rất là phong phú như vậy thì tiêu còn có ích lợi nào khác không ạ? À? À, như chúng tôi vừa nói, cảm ơn cô, tiêu không những tiêu có khả năng chống lại hóa mà nó còn có thể chống lại các mầm mống ung thư. Ví dụ như là chúng ta vừa nhắc đến một cái nghiên cứu tại Đại học tiểu bang Colorado thì chúng ta thấy là khi kết hợp với bột nghệ thì tiêu đen có hiệu quả đáng kể trong việc chống lại các tế bào ung thư vú. Đó là cái nghiên cứu mà chính thức của một cái đại học tại Hoa Kỳ. Mỹ Vân tiếp tục thắc mắc. Yeah. Bác sĩ vừa bác sĩ vừa nói là tiêu có khả năng là trị ho và viêm họng, nhưng tại sao khi rắc bột tiêu vào một món ăn chúng ta thường hay bị hắt hơi hay là nhảy mũi? Câu này cũng hay. Thực ra thì ho và chứng nhảy mũi hay là hắt hơi do tiêu là hai chuyện khác nhau hoàn toàn thưa quý vị, nó hoàn toàn khác nhau. Như là chúng ta vừa nói trong tiêu nó có cái chất tên là pyrite thì với những cái tác dụng tốt cho hoạt động não bộ này, nhưng mà đồng thời đấy cái chất pyrite lại làm cho mũi bị khó chịu dẫn đến hắt hơi và nhảy mũi. Nhưng mà cũng cần nói thêm là ngoài cái tác dụng tốt cho não bộ đó, thì cái chất này nó còn có thể gia tăng sự hấp thu các cái dưỡng chất quan trọng như là selenium, uh, vitamin B, rồi beta protein uh, curcumin và các dưỡng chất khác. Tóm lại, tuy có làm cho chúng ta hắt hơi, nhảy mũi nhưng mà tiêu vẫn có thể giúp cho giảm ho và bớt đau họng vẫn, vẫn, bảo vệ rất là, là coi <laughs> như là không thể nào phản kháng được vâng. à, mỹ vân thắc mắc là vì tiêu á, là một cái gia vị cay rồi nồng thì có cái trường hợp nào mà chúng ta nên hạn chế hoặc là tránh dùng tiêu không ạ à? vâng chắc chắn là có thưa quý vị à, một vài lưu ý cần thiết và rất là quan trọng khi chúng ta dùng tiêu thứ nhất là chúng ta không nên cho tiêu vào thức ăn khi đang nấu hoặc là đang chiên hay xào chỉ khi nào chúng ta xào nấu xong thì mới cho tiêu vào. Bởi vì tiêu đen ấy, có rất nhiều tinh dầu. Nếu chúng ta cho vào chảo khi đang chiên thì sẽ làm cho tinh dầu nó bị bay hơi, rất là uổng phải không ạ? Thứ hai nữa là quý vị có thể cất tiêu vào tủ lạnh, tránh ánh sáng mặt trời. Nhưng mà tiêu bột thì lại không nên để nơi ẩm ướt, vì nó sẽ bị đóng cục, đúng không? Và điều quan trọng nhất nữa là những ai mà bị viêm rách dạ dày, rách đường ruột hoặc là vừa trải qua một ca mổ dạ dày hoặc là mổ ruột thì tuyệt đối không dùng tiêu bởi vì dù là quý vị có ăn thật là ít một vài hạt thôi quý vị có thể bị đau đớn rất nhiều cũng vì hạt tiêu có cái đặc tính rất là nóng nó nóng hơn cả ớt nhưng mà những ai mà đang bị các cái chứng nội nhiệt này hoặc là cái chứng viêm sưng cần phải tránh sử dụng tiêu à, hoặc là hạn chế sử dụng cho đến khi mà cơ thể chúng ta trở lại bình thường hay quá luôn Hoàng Mỹ Vân xin cảm ơn bác sĩ về cái sự chia sẻ rất là thú vị về tiêu trong chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình Đông Y Thời Đại Mới của Đài Lý Đô Sài Gòn TV đến đây đã kết thúc. Hoàng Mỹ Vân xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Cảm ơn cô Hoàng Mỹ Vân và cũng xin cảm ơn quý vị. Nhưng mà trước khi tạm biệt thì chúng tôi lại một lần nữa với sự giải dạt thì chúng tôi cũng xin lưu ý là những thông tin y học mà chúng tôi chia sẻ với quý vị hôm nay nó cũng chỉ có giá trị để quý vị tham khảo thôi khi quý vị có những vấn đề bệnh lý thì quý vị hãy liên lạc với các bác sĩ đồng y hoặc là Tây Y tùy theo cái sự lựa chọn của mình. Chúc tôi cảm ơn và kính chúc quý vị cũng như cảm ơn cô Mỹ Vân luôn được mạnh khỏe và như ý. Dạ, yeah. yeah. Hoàng Mỹ Vân cũng xin nhắc lại là nếu quý vị nào có những câu hỏi liên quan đến đề tài dược thảo thì xin hãy gọi và để message vào số 714-251-8007. bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ trả lời quý vị trong một thời gian sớm nhất xin kính chào và kính chúc quý vị cùng những người thân luôn mạnh khỏe và hạnh phúc hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới